Hello cho anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Như các bạn cũng đã biết thì thường khi mà chúng ta đi build một bộ máy thì thường sẽ hướng tới là những cái linh kiện mang hướng là hầm hố này, rồi có cả đèn LED RGB lập lè để sao như là một cái bộ PC giúp trang trí thêm cho cái góc làm việc hay là góc học tập của anh em nhìn nhỏ sang chảnh xịn sò hơn ấy. Nhưng mà gần đây thì mình lại thấy là một số bạn lại có xu hướng thích những cái bộ PC có cái sự gọi là gọn gàng này, tiện lợi cũng như là tinh tế hơn, làm sao cho cái góc làm việc cũng như là góc học tập nó thoáng đãng và nhìn kiểu sang hơn một chút ấy, chứ không còn những cái lập lè như ngày xưa nữa. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ PC có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó nhé. Em có thể thấy hiện tại trên tay mình đang là một chiếc mainboard cỡ là MATX và em nói chính xác thì có tên là ASUS EXB460MV5. Và chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn đang suy nghĩ hay là thắc mắc rằng là làm cách nào để mình có thể gắn được một chiếc mainboard cỡ MATX như thế này vào chiếc case ITX phía sau như thế kia. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nếu như bình thường với các mẫu vỏ cây cỡ ITX khác thì việc mà gắn mainboard MATX như thế này vào là không thể. Nhưng mà ở NR200 thì lại hoàn toàn khác, với việc có tới 3 slot PCIe và dịch nguồn ra vị trí mặt trước, mình có thể gắn vừa khít được chiếc main cỡ MATX này vào, cũng như là các mainboard khác với yêu cầu là tối đa có 2 khe RAM và 3 khe PCIe. Nhưng việc đẩy nguồn ra phía trước sẽ làm mất thẩm mỹ khi mà đi dây. Nhưng mà bộ vỏ cây này thì được bịt kín hai mặt, chỉ có các lỗ thoát khí tản nhiệt, thế nên là những phần linh kiện bên trong đều được giấu kỹ nên là không sợ ảnh hưởng tới thẩm mỹ của bộ máy. Với việc sử dụng được main cỡ MATX thay cho cỡ ITX thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, khi mà những chiếc main cỡ ITX bây giờ thì giá rẻ nhất cũng tiệm cận gần 3 triệu đồng so với 2 triệu của chiếc B460MEX. Việc còn lại là chọn những linh kiện cho phù hợp với nó mà thôi. Ở đây mình sẽ chọn CPU quốc dân là 10400F. Đây là bản nâng cấp đáng giá của 9400F, chỉ đắt hơn khoảng là 600.000 nhưng mà các bạn có được gấp đôi luồng xử lý dữ liệu. Phần card onboard được loại bỏ vì bản thân chúng ta chơi game dùng card rời thôi mà. Còn về RAM, SSD và card thì lần lượt chúng ta sẽ có ở đây là 16GB RAM bus 2666, 240GB SSD NVMe gọn gàng và card thì sẽ là ASUS GTX 1660 Super TUF. Và đây tất cả đều là những lựa chọn tốt nhất trong tầm giá. Cuối cùng là về nguồn, chiếc FFB SFX450 đang là bộ nguồn SFX rẻ nhất hiện tại và thừa sức đáp ứng cho bộ máy. Tất nhiên là nếu các bạn thích nâng cấp về sau thì có thể lựa chọn những mẫu như là Dagger 650 hay là Corsair SFX 750. Nhưng mà thật sự thì giá quá cao và không phù hợp với tiêu chí ngon bổ rẻ cho bộ PC này. Và anh em sẽ chỉ phải trả là 18.233.000 đồng để sở hữu bộ PC như thế này mà thôi. Bản thân mình thấy đây là một cái mức giá thực sự là rất rẻ để em có thể sở hữu được một bộ máy cỡ ITX như thế này. Và trước đây nếu như anh em nào đã tìm hiểu hay là bản thân mình sở hữu một bộ máy có cấu hình tương đương như thế này thì có lẽ là sẽ phải trả ra là 27 cho tới 28 triệu đồng. Thế nhưng mà vì những cái linh kiện, ví dụ như là mainboard hay là nguồn, chúng ta được giảm bớt chi phí, thế nên là anh em vẫn sở hữu được một bộ máy cỡ ITX mà giá cả lại phải chăng, có phải không nào? Về thiết kế thì về ngoại hình của bộ vỏ cây này chắc chắn là không có gì phải bàn cãi nữa rồi, vì đây là bộ vỏ cây đến từ Cooler Master nên em nó sẽ là đẹp từ trong ra ngoài. Phần trên đây sẽ có các cổng kết nối giúp cho anh em tiện trong việc sử dụng và rất đơn giản. Cổng nguồn này, hai cổng cắm USB và một cổng cắm tai nghe. Chân đế thì khá là cao giúp cho việc tản nhiệt của bộ máy được thoáng hơn. Tổng thể với tông màu trắng bắt mắt và nhìn em nó sẽ rất đẹp nếu như anh em đang xây dựng một góc học tập với tông màu chủ đạo là màu trắng đen. Main EXB460M thì tập trung chủ yếu dành cho những anh em nào thích sự đơn giản này, không red RGB hay là tích hợp nhiều công nghệ quá xịn sò. Tuy nhiên thì ASUS vẫn trang bị những công nghệ đảm bảo sử dụng với độ bền và hiệu năng cao nhất cho chiếc EXB460M có thể làm được. Và bảo hành thì lên tới 3 năm từ nhà sản xuất ASUS và giá thành thì lại rất đáng để anh em cân nhắc lựa chọn cho bộ PC nhỏ gọn của mình. Nói tóm lại thì tất cả những cái phần trên thì đã cảm thấy em nó rất là ngon nghẻ rồi phải không nào? Tuy nhiên là gì thì gì, với một bộ máy chúng ta cứ phải đi vào phần test hiệu năng phải không anh em? Và trong video này thì mình cũng sẽ test cho anh em về phần chơi game cũng như là sử dụng thêm test về phần mềm Premiere để xem là liệu em nó ở một cái bộ máy với phân khúc tầm trung như thế này thì sẽ hỗ trợ cho anh em trong cái khoản là chơi game giải trí hay là dựng phim ảnh đến đâu. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần test nhé.
Mức điểm trong 3 đêm mắt franchise của hệ thống thì khá cơ bản. Mình cũng test thử với bộ Benchmark Adobe Premiere thì cho thấy là 10.400F cùng với GTX 1660 Super có thể dừng lại ở mức edit cơ bản các video 4K H.264 có bitrate là 150Mbps trở xuống. Còn với các hiệu ứng mạnh, đặc biệt là Adobe After Effects thì là 16GB vẫn khá thiếu. Chuyển qua về gaming, độ phân giải Full HD và các thiết lập tối đa thì hệ thống cho kết quả khá tốt với FPS đều đạt trên 60 ở các game phổ biến. Còn riêng với Battlefield 5 và Flight Simulator thì có vẻ là hơi quá sức, thế nên lượng FPS đạt ở đây chỉ là mức trung bình. Theo mình thì các bạn nên giảm một chút xíu các thiết lập xuống để chơi mượt mà hơn nhé. Và cuối cùng là thử nghiệm về nhiệt độ. Ở đây mình chạy RAM 95, mức là Small FFTS và Full Max cùng lúc. Đóng kín vỏ cây thì nhiệt độ ghi nhận ở mức khoảng 80 độ C trên CPU và 75 độ C ở VGA, còn mainboard thì chỉ khoảng là 40 độ C. Đối với CPU và card thì đây là mức cao hơn bình thường nhưng mà không phải là quá cao. Nếu các bạn có dư giả một chút thì việc trang bị thêm những tản nhiệt CPU nhỏ nhỏ và rẻ như là Zonesbo CR1200 sẽ giảm được khá nhiệt độ và gió trong cây sẽ lưu thông tốt hơn. Nói chung lại là với 20 triệu đồng thì mình nghĩ rằng anh em sẽ có đủ khả năng để build những bộ PC có cấu hình tốt hơn. Tuy nhiên là mình xin phép nhấn mạnh lại là mình đang giới thiệu tới anh em một bộ PC có kích thước là ITX với cái yêu cầu là nhỏ gọn, tiện lợi. Bên cạnh đó là hiệu năng thì cũng phải tốt này, ổn định và mượt mà. Thế nên là mình nghĩ rằng đây là một bộ PC cực kỳ phù hợp với anh em nào có những cái yêu cầu ở bên trên. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá sao về bộ PC ngày hôm nay mà mình giới thiệu thì cũng đừng quên để lại comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh cũng như là nhấn quả chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ cho chúng mình ra những cái sản phẩm tiếp theo cho các bạn. Còn bây giờ thì Nami xin phép chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.